Lưới đánh cá A Đấu xin giới thiệu với các bác này lưới quét cước nha. Hàng chuẩn, căng đét luôn. Đây là những sản phẩm đã làm thành hoàn thiện. Đây là tròn sản phẩm đang chờ kẹp chì này. Đây là đầu phao này. Dưới đây là đầu chân chì này. Đây lưới xanh xanh này, chân gạt bùn nhé, chân gạt bùn các bác nhé. Đấy, đều như này cơ mà, đều đẹp như này cơ mà. Sẵn sàng tập kết nguyên liệu để chuẩn bị sản xuất. Máy móc sẵn sàng. Cho nên là vớ bè, may vớ bè bằng sợi lưới gân.